Ủa chị qua chơi hả? Ê anh cơm không, em đang nấu cơm nè. Chúng tao qua hỏi mày có tết nhất cái nơi mà không biết có bác sĩ nào hay không. Tự nhiên cái cổ tao nó nặng dễ sợ luôn kìa, trời ơi, nhức cổ nhức lưng. Không biết tự nhiên nó nặng dễ sợ luôn, không biết sao tì cục nó nặng quá trời nặng luôn. Anh chị chị nè nè, anh cho chị trái bơm nè, chị về chị ăn đi chị, cái này nó hợp với chị lắm. Thôi tao không ăn bơm nữa, thích ăn quýt hơn, mà tự nhiên cổ nó nặng quá trời nặng luôn. Quýt cà gì chị ơi, quýt cà giường kìa, nhưng mà bơm nó mới hợp với chị. Chị ăn bơm nó mới hợp chị ơi. Hả? Ủa đám trời ơi, trời trưa nắng muốn chết luôn, mày làm gì mà mày xuống đây mà mò mò cái gì vậy? À chị qua chơi hả? Ai đi xúc tép về làm đồ ăn cơm rồi chị. Trời ơi, tép ta tép tôm ăn vỏ không gót làm gì đâu. Tao ở nhà tao ăn tôm càng xanh rong ở tép. Ủa ba tép quỷ gì trai mà ăn mày ơi. Anh em hãy mò mấy tép nhỏ nhỏ vậy ăn coi á. Trời ơi, được tép nhỏ nhỏ xíu à. Ai ăn uống được vậy đó trời đất ơi. Tép nhỏ vậy rồi đủ ai ăn. Nhịn buồn gì đâu, không có được tâm càng như người ta. À, cảm ơn cho ta xin con thỏ. Trời ơi, cua biển nó ghẻ ghê ghẻ thúi. Con mấy trăm ngàn ký. Ta mua một lần 10 ký cho ăn kìa mày. Ở đó ăn cua đồng thịt thà gì đâu mà ăn mày ơi. À chị ơi, em đâu có tiền, em đâu có giàu sang mà em ăn cua biển, cua đà ơi như chị. Em đây chị em ăn cua đồng mà chị ơi. Cua đồng của em không mà chị ơi, đâu có cua biển, cua sang như chị. Hồi sáng ra đồng bắt con cua nhỏ nhỏ về ăn chứ đâu có tiền giàu sang như chị ăn cua biển chị ơi. À, xin thêm con nữa nha. Xóm tôi vào Tết. Nè em gái, trời ơi, nãy chị ra giường á, chị bẻ được nãy chú Cao nè. Định cho cưng nhưng mà thôi, tự nhiên nghĩ lại ích kỷ quá nên không cho cưng luôn. Trời đất, giờ chị tốt chồng được hai nãy chú ngon ghê không. Ờ, nhà em nay cũng ăn cơm với chuối. Nè, trời ơi, ra giường bẻ hai nãy chú nhỏ nhỏ vô để ăn cơm bữa ăn nữa chị ơi. Hả? Hả? Cáo, mua bông chim Tết cho cưng. Trời ơi, năm nay thì chị đâu có mua nhiều đâu, có hai chậu nhỏ nhỏ vậy thôi, mày biết không, đụt xị 80 ngàn một chậu đó ta, mắc lắm á. Bởi vậy giờ giàu có tiền có điều kiện mới mua nổi chứ bông năm nay ai mua nổi nữa mày ơi. Thôi bác này nhà em không có tiền chứ bông, không có mua cũng không có chồng luôn đó. Trời ơi, nghèo lắm chị ơi, không biết gì chị ơi. Ờ cá mà tắm chết tắm ra thì chân mâm ngủ ngã chưa cưng, chưa chuẩn bị xong nữa chị ơi. Trời ơi, mâm quả trời thì chuẩn bị gì được đâu. Trời, năm nay chị thì cũng vẫn chân như mọi năm, cầu dừa đủ xài, năm nào cũng xài dư hết trơn, năm nào cũng dư hết trơn, bởi vậy năm nay cầu dừa đủ xài thôi, không muốn dư nữa đâu cưng ơi. Anh em thì em cấm cầu dịch qua chị ơi, trời ơi, dịch dọc thì có mừng ăn được đâu, ở đó dừa đủ xài. Ờ vậy đó cũng đúng thôi, tao cũng đuổi thôi. Trời ơi, cám năm nay mừng ăn không cá không, với tao mừng ăn không lên được gì trơn mày ơi, có cuốn lịch mà còn không có, bởi vậy hả? Tao phải chạy vô tiệm vàng mua cộng với chiền 5 chỉ để nó tặng cho cuốn lịch để xài Tết á. Chứ không có tiền để xài Tết luôn mày ơi. Ngộ vậy đó. Hả? Chị? Trời ơi chị ơi, tấm nhím tới rồi em có đi làm được chị đâu. Cũng đi chăng chị à. Nghèo khổ tiền ăn Tết còn có lấy đâu tiền được sắm vàng như chị ơi. Người mua bông trưng Tết chưa? 25 Tết. Ủa chị, nó 25 Tết lại nhiêu cặp vậy chị? À, em gái, trời ơi, vô mua hộ chị nè. Bữa nay 25 Tết chị mới lên bông về luôn, có 300 ngàn cặp rồi, trên bông đẹp lắm, bông tươi lắm. Cưng ơi, vô mua hộ chị đi cưng. Mắc dữ trời, trời ơi, năm nay mà 300 ngàn cặp gì bớt đi chị ơi. Mắc mắc cưng ơi, dịch dọc kinh tế hôm nay khó khăn, bão lũ lắm trơn. Bởi vậy 300 ngàn cặp là chuyện dễ dàng à, mua hộ cưng. Tết giúp có một ngày mà. Thôi, vậy lấy em cặp thôi được rồi, cặp thôi, gói liền em nha. Rồi, chị gói liền. 27 Tết. Ủa chị gái ơi, hôm nay bông nghe dặn họ nhiêu cặp với cúc nhiêu cặp chị. Trời nè, 7 Tết là mua bông này rẻ hơn bình thường đó nghe. Nói chứ là năm nay cặp có 200 ngàn thôi, mua ủng hộ em luôn đi chị ơi. Đứa vậy hả? Bớt không bớt đi, để em mua cho mỗi năm có 50 ngàn, 100 ngàn cặp nay mắc dữ chị. Trời ơi, năm nay dịch dòng mưa bão lũ quá trời luôn. Chị bằng trồng được có nhiêu bông này á cưng ơi. Khổ lắm cưng ơi, bởi vậy thôi mua ủng hộ chị đi cưng ơi, trả giá không được đâu. Rồi vậy gói cho em cặp cúc đi, cái cặp dặn họ. Rồi dễ thương quá trời luôn, đây chị gói cho cưng liền, đây chị gói liền cho cưng nha. 29 Tết. Trời ơi em gái, bà mua đồ đẹp quá trời Tết luôn gái, thôi vô mua bông chị đặc trưng, mua hộ chị đặc trưng. Trời gái, nay 29 Tết là bông nhiêu cặp đây cưng. Thôi bữa nay 29 Tết rồi, bông còn đẹp quá trời luôn mà tôi bán lỗ mà luôn, có 200 ngàn cặp nè. Mua đi nè, mua hộ tôi cho hết đi nè, chợ đặt khỏi nó không trở về. Gì dữ vậy mày, trời ơi, người ta bán có 50 ngàn, 100 ngàn cặp mày bán, trăm mấy 200 ngàn bán mắc gì vậy. Thôi bán cho công 50 ngàn, 100 ngàn cặp đi, tôi lấy vài cặp đi nè. Trời, bông này tôi lấy mấy trăm ngàn một cặp rồi, bà làm gì mà bán có giá đó rồi. Mua giùm tôi đi ngày mai, tôi không có bán nữa, mua ủng hộ tôi đi, Tết năm nay không bán được là khỏi ăn Tết luôn á. Thôi đừng lấy nước mắt ở đây, mày bán lời từ đầu mùa Tết tới giờ bao nhiêu tiền rồi, mày đặt đừng mua hoa ngày 30 Tết cho mày. Gói gốc khỏi lên báo, mất công, tao dày mặt rồi. 50 ngàn thì 50 ngàn, gói liền nè. Mệt.
Tôi vẫn phải thức, không phải đi làm, mà làm vào một cái việc rất là quan trọng. Mặt xong thì em lên chào mấy cái con nhóc quỷ của em. Trời đất ơi, ta nói nó ốm mặt rồi mà cái mặt cũng không tỉnh táo được. Tiêu thôi, thay đồ. Chiu, ta da, đó, thấy chưa? Một bộ đồ thiệt là quê mùa. Đây, để em cho mấy bác coi coi kỹ là cái bộ outfit mà đầy tính chất quê mùa và nhà quê của em. Lúa lan phèn phọc đó, làm gì đâu. Nói thì em có mặt tập hợp với mấy ông người lớn trong xóm luôn đây. Chở một số đồ đi qua giùm đây. Em là miếng đi bộ nên quyết định đi xe đó đây. Rồi đúng, hôm nay là ngày tảo mộ của dòng họ em đó đây. Đi muốn làm là đương nhiên phải cúng trước rồi, cúng trúng ông bà trước rồi mới làm đây. Mệt lắm luôn ở đây, chứ không phải giỡn đâu nha đây. Chuẩn bị đi xách nước thì thấy cái hình ảnh mà mấy đứa nhóc cúp học đi chơi đá banh. Ôi một tuổi thơ của em, thôi về mét mẹ tụi nó đây cúp học hả mày. Buổi sáng tới buổi chiều là buổi chiều nay em đi mua hoa nha quý vị ơi, mua hoa chim tết quý vị ơi. Cái con người em không có mê tiền mà tàn mê vàng nên năm nay em chân cúp vàng nha quý vị ơi, cúp vàng đây. Xương xương vậy thôi chứ có biết lựa đâu đây, rồi té cái muốn dập mặt luôn đây. Tức á. Chân một cặp hai cặp, nhà em chân một chục cặp đây, là hai chục chậu đó đây. Cái mua nhiều cái mấy anh chú đó hả, chở chở về luôn, đợi đợi mất công trở về chứ em xỉu ngang xỉu dọc xỉu tới xỉu lui á. Ở đây thiếu chị đây, tiếp theo là em sẽ đi làm gì đây? Đúng vậy đó, đi làm nail đó quý vị, lần đầu tiên đi làm nail đó quý vị ơi. Lúc cập mai nail tô biếu đi vui, mà em sẽ tiết lộ cho quý vị coi là gì sau hôm nay em đi làm nail đến đây. Hôm nay tôi sẽ ghi lại một ngày đi làm của tôi như thế nào nhé. Sớm thì mình thức dậy vào lúc 1:20 sáng sớm để mình đi làm sáng sớm. Thành thở trang điểm nên chúng ta giác tầm 20-30 kg đồ thôi, rất là nhẹ nhàng để đi làm buổi sáng sớm. Sớm ở dưới quê không có cái gì luôn nên đi làm có mình nên luôn. Đi làm có mình nên sợ ma nên rước theo nhỏ bạn đi làm chung luôn. 30 cây số thì quất ly trà sữa, giác thêm đống đồ vô nhà cô dâu nè. Em nhậu cho tới 1:00 sáng mà bà 2:00 sáng em lại cô dâu chưa dậy luôn. Khi mẹ nói quay ta, tiếng gửi mấy cúp và làm tóc thì em bái bai chị yêu nha. Em đi làm tiếp đây, tiếp tục lên đường. Nói đi làm sáng sớm trời chưa mọc mà bây giờ làm xong rồi trời vẫn chưa mọc, vẫn chưa hết công chuyện làm. Lúc sáng sớm thêm phi tiếp 30 cây số đi làm tiếp thôi. Thương em quá cho em đi đường đa cho chút xíu luôn, buồn rớt nước mắt trong sáng sớm. Sáng sớm rồi tới nhà cô dâu rồi quất liền tranh thủ đi. Vừa gặp cô dâu vô phòng là ta nói quất trang điểm liền, trang điểm liền. Buổi sáng sớm thì cây chào cô dâu bắn tim. Sáng sớm tới sáng tinh mơ làm cô dâu tiếp theo nha quý vị ơi. Cái cô dâu tiếp theo là người quen, đó chính là cô dâu trước giới thiệu cho cô dâu tiếp theo. Tiếng gửi kìa, bye bye con gái nha, đi về đây, đi về đây. Sáng tinh mơ vừa định lũi vô lầm tại vì đường nhỏ mà còn buồn ngủ nữa. Tinh mơ sáng đến nè, trời em làm ế lắm, giờ còn thêm ba cô dâu nữa nha. Tinh mơ ghé nhà em xíu, đây là qua nhà ba má chồng nha, ba má đó nha quý vị ơi. Đây là cái thành quả mà nguyên buổi sáng sớm sáng tinh mơ đi làm đó quý vị ơi. Vui vậy thôi chứ bây giờ dịch dọc tới rồi ế tới. Mấy tiền mà làm cô dâu xong rồi, bây giờ em sẽ về nhà em cho anh tiến tới bằng cách làm cây mai giả cho mọi người ạ. Nhà em trồng hay quá trời luôn nên 6 cây mai chắc sạch sẽ nên năm nay em chơi mai giả cho mọi người ơi. Mấy con mình em làm anh nhào vô làm phụ em nè, còn cha em ngồi đó dòm. Tiền tiền xong rồi nha, dịch dọc quá trời luôn, con không đi tết cho sớm sớm chút nha mấy má ơi. Xong thì bữa chiều thì em đi chợ mua thêm một ít phụ kiện nè, mua thêm đồ ăn cho má em làm đồ ăn cho ăn cả nhà nè. Xong rồi em đi ngủ đó, 6 giờ tối đi ngủ từ 1:30 sáng vậy. Mọi người lại là tôi và một cái vlog cuối năm rồi đây. Sớm thì em chen chúc tôi ra chợ mua hoa, mua trái cây về trưng cho bàn thờ tết nha mọi người ơi, mọi người ơi. Tự nhiên em ghé cái shop cái em tự nhiên cái em mua luôn cái áo cái quần mới luôn, cái tự nhiên cái em hết tiền luôn á. Em còn tự nhiên được anh chủ shop lì xì nữa nè. Mớ bông mà tự nhiên tôi thích tôi mua này nghe. Còn nhà có trồng mớ rồi chỉ cần bứt đem lên bàn thờ cắm là cái bông mứt mới nhà em đây mọi người ơi. Năm nay tự nhiên cái mẹ em làm biến cái mẹ em không thèm sơn miếng mứt nào hết trơn. Trời ơi, bên đây nó giọng nhạc qua, còn bên đây thì nó giọng nhạc lại vào lúc 12 giờ chưa. Quýnh muốn điên luôn. Tự nhiên bạn em mua đồ ăn chưa lên cho em luôn nè mọi người ơi. Nay nhà em cũng đi ăn tết trơn, còn có mình em ngồi ở nhà vậy đó mọi người. Chán ghê, khi ăn cái tự nhiên no cái giờ em make up. Em make up gì vài bữa nó cái tát biết nha. Sau khi make up xong cái tự nhiên em quay clip cái đá cái chân mày nhìn muốn tát mặt. Đây là phía sau hậu trường của một cái clip make up ngồi 2.5 tiếng đồng hồ của em nha quý vị. Em thấy em dọn cái em tự nhiên em mệt, trong mình nó mệt. Ngày cấp bông thường thừa thì tự nhiên cha mẹ em đưa cho chị em cắm luôn, buồn rứt mắt, buồn ghê, buồn rứt mắt thiệt á. Đây là cái đống khổ qua mà nhà em sẽ ăn tết đó, ăn cho khổ qua đi hết đi trời ơi mệt. Ăn nhậu cho đã xong bây giờ em sẽ gom lại hai cái đống lon để qua tết em bán nha quý vị ơi. Cái gì mà ngại trời ơi, xưa lụm dây chai ngoài đường mắc gì không nè. Rồi giờ thì em lên đồ các thứ gì tự nhiên chiều nay TikTok em được 8 triệu follow với Facebook em được tới xanh rồi, cái tự nhiên em quyết định lên đường đi ăn nha mọi người ơi. Sắp mua cái nón mà tự nhiên không có cái nón em tức, cái em đi mua một đống đồ về nữa nè mọi người ơi. Em nhìn mẹ em buồn em tức á mọi người ơi. Đợi đồ ăn tự nhiên em móc cái điện thoại ra em quay khùng em điên này nè mọi người ơi, tự nhiên ghê. Đang ngồi ăn cái tự nhiên cái đồ ăn ra, cái tự nhiên em ngồi em quay đồ ăn xong cái em ngồi em ăn cái em tự nhiên em quên quay luôn. Tạm biệt mọi người, bye bye, em tích dễ nha.